ngày 20 tháng 10, Công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp Phan Minh Hoàng, sinh năm 1987, ngụ quận 8, Lê Việt Anh, sinh năm 1987, Vũ Minh Hiếu, sinh năm 1998, cùng ngụ huyện Bình Chánh, Trần Võ Khương An, sinh năm 1987, ngụ quận 7, về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, sáng ngày 13 tháng 10, một người phụ nữ, sinh năm 1970, ngụ quận 3, tới Công an phường 14, quận 3, trình báo về việc căn nhà của gia đình bị khủng bố bằng sơn chất bẩn. Người này cho biết, em gái mình có mượn người khác 7 triệu đồng, mỗi ngày trả 350.000 đồng, đóng được 5 ngày thì mất khả năng chi trả nên bị các đối tượng tạt sơn, chất bẩn. Qua truy xét, công an xác định băng nhóm gây án do Hoàng cầm đầu nên bắt giữ. Tại công an, Hoàng khai hoạt động cho vay từ năm 2021 đến nay, Hoàng bỏ ra khoảng 100 triệu đồng cho khách ở quận 8, quận 6. Vay, Hoàng in tờ rơi cho người phát ở nhiều nơi. Khách có nhu cầu sẽ liên hệ Hoàng để được tư vấn. Sau đó Hoàng cho đàn em tới tận nơi để xác minh lai lịch của khách vay. Nếu khách đủ yêu cầu, nhân viên sẽ báo cho Hoàng.